Thì mẫu máy này nó sẽ gần như là mẫu máy khoan sử dụng pin 18V mạnh nhất đến từ Makita anh em. Hello anh em, thì hôm nay trên tay mình đang là một cái mẫu máy khoan sử dụng pin 18V. Thì mẫu máy này nó sẽ gần như là mẫu máy khoan sử dụng pin 18V mạnh nhất đến từ Makita anh em. Makita sẽ có một cái mẫu khoan sử dụng pin 18V nữa là DHV 486 anh em, là dòng máy khoan sử dụng pin 18V mạnh nhất. Thì dòng máy này sẽ đứng thứ nhì anh em, và cái mã của máy sẽ là DHV 481. Rồi, về thiết kế thì máy sẽ có thiết kế bao gồm phần đầu sẽ được làm nhôm anh em, và được sơn màu xám bạc. Phía trước này sẽ có hai cái vòng chỉnh chức năng. Máy sẽ có ba chức năng là khoan búa, khoan thường và chế độ vít anh em. Đầu kẹp của máy sẽ được sử dụng là đầu kẹp kim loại và có đường kính là 13 mm. Phía bên trên ta sẽ có cái cần gạt chỉnh tốc độ. Máy sẽ có hai cấp tốc độ, 1 và 2. Ở cấp tốc độ thứ nhất thì cái vòng quay của máy sẽ là 2000, sẽ là 550 vòng trên phút anh em, và ở cấp độ 2 là 2100 vòng trên phút. Khi anh em sử dụng ở chế độ khoan tường và anh em để ở cấp số 1 thì máy sẽ có nhịp đập búa là 8250 lần trên phút anh em, và ở cấp độ 2 thì nhịp búa của máy sẽ lên đến 31500 lần trên phút. Máy được sử dụng động cơ không chảo than anh em, và có lực xiết tối đa là 115 Nm. Về khả năng khoan thì máy sẽ có khả năng khoan bê tông lên đến 16 mm, khoan sắt là 13 mm và khoan gỗ lên đến 76 mm anh em. Về trọng lượng của máy thì máy sẽ có trọng lượng là 2,7 kg khi anh em lắp kèm viên pin 18V 5A, và trọng lượng tịnh của thân máy sẽ là 2,1 kg anh em. Thì phụ kiện đi kèm theo máy thì đây là một dòng máy khoan có cái lực khoan rất là lớn, cho nên là hãng sẽ trang bị cho anh em một cái tay cầm phụ kết nối nhanh. Đây, cái tay cầm này á, thì nó sẽ rất là dài anh em, có cái đường kính của nó là khoảng 450 mm. Anh em sẽ cài vào bên hông máy này thì anh em có thể sử dụng được hai tay luôn nha anh em. Anh sử dụng tay trái chúng ta sẽ lắp về phía này, thì sử dụng tay phải thì anh em lắp bên này. Thì máy, cái tay cầm này anh em có thể linh động ha, ta lắp ở cái hướng nào cũng được anh em, ngang hoặc xéo dọc gì đều được anh em. Này, khi đưa vào sát vào đây này thì cần siết lại cứng lại là được ha. Và ở đây là một cái thước canh độ sâu nữa anh em, anh em sẽ lắp kèm với cái tay cầm phụ như thế này. Ta lấy ngọc này ra, lắp cây thước vào và sẽ ra siết ốc lại. Và đây là một cái máy khoan có công suất lớn và cái lực xoắn của máy rất là mạnh anh em, cho nên là cái tay cầm được trang bị theo máy thì có chiều dài, nên sẽ giúp chúng ta kiểm soát máy được tốt hơn, giữ máy chặt hơn, tránh cái trường hợp vặn cổ tay anh em. Và ở đây là một cái bộ phụ kiện bao gồm có một cái móc để treo máy ở trên thắt lưng và một cái đế kẹp mũi vít. Thì cái đế này thì sẽ cho phép anh em kẹp được hai cái mũi vít ngắn anh em, và hãng cũng tặng kèm cho anh em hai cái mũi vít ngắn luôn, nó có hai đầu, một đầu ba keo, một đầu vít miệng anh em. Máy sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng anh em, và máy này đang có giá là 4.580.000 cho thân máy chưa bao gồm pin sạc anh em. Và hiện tại đang được áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá pin khi anh em mua thân máy anh em. Chương trình sẽ kéo dài đến 10 tháng 6. Nếu như anh em có thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến gì thì hãy để lại thông tin dưới phần bình luận. Đội Nghề Tự Chọn sẽ liên hệ trực tiếp với anh em. Nếu anh em thấy video hay, hãy cho Đội Nghề Tự Chọn một like, share để Đội Nghề Tự Chọn có động lực ra các video tiếp theo hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau.